Xin chào các bạn, đây là cây Jiri Matsuoka No 30. Dòng này là dòng tem nâu, chữ vòng cung tem nâu No 30, tem nâu hai chỉ cần. Đây, chỉ cần là rất là đẹp. Dòng này thì hiện tại nó khá là hiếm, và dân sưu tầm ở Việt Nam thì rất là thích dòng này, tại vì nó thiết kế rất là đẹp. Đây này, đó. Hoa văn là cái ngựa này, chỉ cần này, khóa này là khóa zin đời cổ, nó nhìn nó đẹp lắm. Cái này thì có vết chày móng tay hoặc là vết chày do đánh đệm hát nó xước này, ở mặt này. Đây vết chày, nói chung là cũng có nhiều vết chày. Ở đây là có vết hằn này là do bị lõm một xíu thôi, chứ nó không phải là vết chày sơn. Mình nhìn nghiêng này không thấy này, em nhìn xoay là mình sẽ thấy những cái vết chày như này. Đó là vết hằn. Cái này thì lưng với hông nó bị bạc, cái trên cái đầu cần nó chỉ bị bạc. Lớp này là lớp sơn này người ta gọi là sơn lacquer. Thì nó khi mà nó bị tiếp xúc độ ẩm và nhiệt nó nóng thì nó sẽ bị biến đổi cái màu sơn thôi, chứ nó không có ảnh hưởng đến gỗ. Và mình nhìn thấy gỗ ở trong nó rất là đẹp, rồi trong nó rất là sáng, nó không ảnh hưởng đến gỗ nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến âm thanh. Âm thanh của dòng này thì rất là mê ly này. Dòng này thì cái âm bass nó rất là nghe nó rất là dễ chịu và nó rất là nồng ấm. Thế là với cái dòng này thì thường người ta lại chơi đệm hát khá là nhiều. Shop đang bán với giá 7 triệu và bảo hành 2 năm. Một cây đàn rất hiếm. Nó chỉ bị điểm yếu là nó bị bạc sơn thôi. Mọi người mà không quan trọng về cái ngoại hình thì sưu tập cây này rất là đẹp. Âm thanh hay, độ bền cao. Dòng tem nâu thì dòng tem nâu này nó ra đời vào năm cuối năm 1970 và kết thúc dòng tem nâu này là 1975. 1970 thì tem nâu No 30 nó sẽ không có chỉ. Tất cả các dòng tem nâu mà năm 1970 là không có chỉ cần. Qua năm 1971 thì sẽ có một chỉ cần. Từ năm 1972 đến năm 1975 thì nó sẽ có hai chỉ cần, nên là hai chỉ cần nhìn nó rất là đẹp. Cái này giá 7 triệu và bảo hành 2 năm. Cảm ơn mọi người ạ.